nhìn thấy không? Như cái đùi, cái đùi quét, như cái chổi, chổi dừa quá nhiều, nhưng mà lại lại trái đầu mà thấy màu xanh trái, chảy trái rất mạnh nhá. Đấy, cuống mập này, cuống rất mập luôn. Đây, là một nùi như thế này thì biết bao nhiêu trái các anh chị. Bây giờ em giả sử em đếm thử coi cái quả này coi cần bao nhiêu trái nhé. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18, 20. Đấy, riêng cái chùm này không là đã 20 trái rồi. Còn chưa kể từ ngoài này vào đây là một mớ như này nữa. Biết bao nhiêu là Xin trái chào nữa. tất cả các bác anh chị quay lại với Nắng Dân Tây Nguyên TV nha. Lại là nông dân Tây Nguyên các bác anh chị ơi. Thì hôm nay lại tiếp tục cập nhật tình hình về mấy cái sầu riêng trong vườn và ngoài kia cho các bác anh chị cùng xem nhé. Cái dàn diễn viên điện tử đông con này nó thay đổi và phát triển như thế nào. Thì cái cây đằng sau vườn này các bác anh chị em trước thì bộ lá nó suy vọng đã phục hồi, và đồng thời mấy cây sau vườn này thì nó cũng đã được một cây đọt thành công. Nhưng mà cái cây hiện tượng cái sau vườn đây thì có một cái cây nhá, hai cây phía trước thì đỡ hơn. Nhưng mà cái cây này là hiện tượng sao em không hiểu nguyên nhân vì sao, mà vừa rồi thì cũng đã tiến hành nhấp nước cho cũng đậm rồi nhá mấy chị, mà bông vẫn chưa thấy có hiện tượng là mập bông lên mấy, và trái cũng chỉ thấy chậm phát triển này. Nhìn cái cuống bông nó vẫn cứ teo các anh chị này. Đấy, các chị nhìn cái cuống bông này đó, nhìn nó có nhăn 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 cái độ cuống nhá, nó không không nhìn nó mượt mà bông, mà trái nó kiểu chậm phát triển đấy, nó vẫn rụng này, rụng nhiều lắm đấy, chưa đấy, mới rụng một phát mà nó rụng một mớ rồi đấy. Có cành như cành trên này các bác chị, đây cành này các bác chị nhìn không, đó rụng hết còn được mấy bông ngoe ngoe à, mà mấy cái bà cái còn còn lại thì nhìn thấy nó cũng kiểu nó còn phía trái trái sát sát bên trong thì nhìn nó ú hơn xí, còn trái ngoài nhìn nó cong cong vẩn vẩn, nhìn cũng thiếu dinh dưỡng, thiếu mong manh quá đấy. Rồi chúng đã tiến hành nhấp phân cho nó rồi rồi, nhưng mà nó vẫn chưa ăn phân sao lại. Các chị nhìn này, coi cái cuống này, đấy, cái cuống nó đủ bẹ nó không gãy này nhá. Đấy, này có khả năng là bẹ không gãy là thiếu nước. Thiếu nước thì cách đây 2 ngày em đã tiến hành bổ sung nước cho nó đậm hơn rồi, mà không biết nó có đúng phải triệu chứng là thiếu nước không hay là do nguyên nhân gì nữa, nhưng mà thấy bông rụng quá trời luôn. Đấy, cây này thì rụng nhìn nóng ruột luôn này. Đấy, cứ đụng là rung là rụng, rung là rụng đấy. Đấy, cuống như thế này, cuống này thì cũng được đến nỗi đó đâu, nhưng mà nó vẫn cứ rụng, nó mập vẫn mập, cuống như rụng sạch này. Yeah. Đấy, cứ rung là rụng, rung là rụng các anh chị. Không biết cây này có linh tính gì không. Đây, cái đây còn 3 trái, một cành như này năm ngoái là 4 trái mà năm nay còn được rồi. Còn mấy cái ngoe ngoe này, một cái ngoe ngoe này, 3 cái này. Nhưng biết đâu hắn lại đậu lên. Này, các anh chị nhìn thấy không? Đấy, cứ rung là rụng, rung là rụng. Đấy, tăng cường rồi nhá, dinh dưỡng rồi nhá, các thứ đầy đủ hết rồi. Đấy, được may cái cành này thì hơi nhiều nhiều hơn xí này, nhưng mà vẫn đang tiếp tục rụng. Đấy, vẫn tiếp tục rụng đấy. Nhiều khi nhìn đi ra mà nhìn thấy nó rụng quá cũng xót ruột, nóng ruột các anh chị, nhưng mà cũng phải chia sẻ cho các chị từng diễn biến, từng quá trình nó một, vì nó thay đổi như nào cũng phải xấu đẹp gì cũng phải chia sẻ để học hỏi coi nó có bác anh chị đóng góp coi nó bị cái nguyên nhân gì đấy để tham khảo nhé. Đây, phía trên thì nó ít ít hết mà bây giờ nó cũng rụng rất nhiều rồi. Đấy, được chùm nhiều nhiều như này thì đang còn có cơ hội để mà tuyển lựa nhé các anh chị. Cái chùm này thì thấy trái cũng bắt đầu thấy nó xanh xanh trái này, nó tạm ổn một xí, nhưng mà thấy nó rụng nhiều quá. Cái bông nhìn nó kiểu nó không có sức sống mấy, nó kiểu nhăn nhăn nheo nheo, nó sao sao các anh chị. Đấy, sang mấy cây mình trước cho các anh chị cùng xem. Lá thì nó cũng không đến nỗi nào nhá. Đây, các anh chị nhìn lên cái bộ lá này, đó bộ lá thì nó cũng không đâu đến nỗi nào đâu. Nó suy mà bây giờ nó cũng phục hồi lại lá, và lá mới cũng đã ra rồi. Cái cây này thì đỡ hơn các anh chị, cây này thì đậu nhiều hơn này. Đấy, vẫn đào thải sinh lý nhưng mà nó đỡ hơn nhiều, nó rụng ít hơn này. Đấy, đa số như gọi như là gần hết rồi, còn những cái số này thì số sau thôi. Nói chung là số phía trên này các bác chị, đấy số gần hết rồi, thấy chưa? Còn không đáng kể nữa, rụng ít đậu nhiều.
Như cây này thì cũng đạt, nói chung là cũng đạt, như số lượng bông như hiện tại bây giờ đang nằm trên cây như thế này là cũng tương đối là đã ổn rồi. Đấy. Nhìn nhìn này. Đó, nóng đã chưa? Như cây này thì cũng bị suy nhưng mà bây giờ cũng ổn đúng không anh chị? Bộ lá như thế này và cái dàn bông như thế này thì cũng là tương đối rồi. Nhưng mà cây kia sao mà rụng nhiều quá. Đấy, nhìn phía trên này. Này, cứ một vài ngày là nó sẽ có sự sợ, nó sẽ có sự thay đổi nhá. Nên phải cập nhật video thường xuyên để các bác anh chị cùng nắm bắt được tình hình nó phát triển và nó như thế nào, thay đổi ra sao và nó có triệu chứng gì và xử lý như thế nào. Đấy, mỗi người các bác anh chị vô đây thì rất mong đóng góp ý kiến nhá, để xem cái tình hình cái sầu riêng này nó như thế nào. Đấy. Còn một số bông chiều nay lác đác nữa là xong rồi. Vì nước đã tăng cường nước lên rồi, phân bón bắt đầu là bỏ rồi, bỏ trước so với người ta. Người ta thì chưa đến thời kỳ bỏ đâu. Ở đây thấy dạng rồi thiếu suy nên là tăng cường cho nó. Đây, các bác chị nhìn thấy không? Chuỗi nó dài như này. Chuỗi dài này là nó thiếu dinh dưỡng, là nó bị dài chuỗi nhá, nó gầy, nó ốm, nó dài. Đấy. Mấy cái này thì nó đỡ rụng hơn này. Bắt đầu là có những trái là phóng nó to rồi. Đấy. Cái này em trước lần đầu tiên thì gặp mưa thì nó cũng có rụng một số trước. Nhưng bây giờ thì vẫn giảm đáng kể, không rụng nữa. Mà chỉ có một cây sau đó là khả năng em nghĩ là chắc là thiếu nước. Do nó nằm ở phía ngoài đó nên nó ẩn nắng nó nhiều hơn. Cây nó cũng kiểu tán nó kém hơn nên này. Nước nó không đủ, mình bỏ tưới cũng hàm lượng giống như mấy cây này, nhưng mà mấy cây này thì nó có cái bóng mát ở xung quanh này, và đồng thời thì cỏ nó cũng có xung quanh nhé, xung quanh đều có cỏ thì bộ rễ bên ngoài nó mát hơn. Còn cái cây ở sau đó thì có phía có cỏ nhưng có phía thì lại ẩn nắng buổi chiều, thì mình tưới ít nước quá là tắt hết hơi nước đi, là khả năng là nó thiếu nước. Đấy. Cái cây này thì số lượng bông thì ổn rồi. Đấy, trái này bắt đầu chạy trái này. Đấy, chạy trái nó tương đối rồi. Đấy. Rồi như hai cây là ổn, còn chỉ có một cây phía đằng sau này là hơi có vấn đề một xí. Đấy, các bạn chị cùng xem lại cây, tình hình cây này như thế nào. Đây, bộ lá này. Đấy, có ý kiến về cái nguyên nhân mà bông nó chậm phát triển mà teo bông như này thì là do sao? Đấy, các anh chị đóng góp ý kiến nhé. Từ hôm trước là nhiều cây này cũng tương đối là nhiều bông nó sổ trước này, cũng tương đối nhiều bông lắm, nhưng mà bây giờ thì nó rụng cũng rất nhiều nên là cũng thấy xót ruột. Những cái trái như thế này thì ổn rồi nha các anh chị. Chuyện màu xanh này, mà trên cùm nó còn nhiều này. Chuỗi thì nó đi thẳng nhá, đấy nó đi thẳng xuống này. Thì người ta bảo nếu mà bông này mà đi thẳng xuống như thế này á, thì là do thiếu nước. Đấy. Thiếu nước thì bông nó mới đi thẳng, còn nếu mà dư nước thì bông nó đá xòe ra, nó loe ra. Đấy, mà bông thấy cái toàn đi thẳng này. Đấy. Nên là khả năng là thiếu nước. Và nhăn nheo bên ngoài là cũng là do thiếu nước, nó giống như người mình mà bây giờ mà bị đau ốm đi mà không có nước truyền vào, là người bị mất nước là dần dần nó teo đi. Người mình là hầu hết là phần là đa là nước, nên là khi mà không có nước thì đống ốm gầy. Nhưng khi có nước lên nhiều thì nó mập, mà những người mập thì toàn nước nhiều. Đấy. Là khả năng là thiếu nước, nên mà vừa rồi em tăng cường cũng hơi mặn tay với nước đó rồi, mà để coi ngày mai em sẽ tiếp tục tăng cường cho nó tiếp để coi như thế nào tình hình cây này, coi nó sẽ giữ được còn bao nhiêu trái nhé anh chị. Còn một số cành thì trái bây giờ thì đã có mặt ở ngoài vườn ngoài đây các anh chị. Bây giờ mời các anh chị cùng thăm lại các diễn viên nhé, xem có sự thay đổi như thế nào. Đây, cái bộ lá bần trưa này của cây ngoài phía ngoài này các anh chị này. Đấy, nhìn lá đã chưa. Đấy, bên ngoài tán với bộ dàn lá thì nói chung tương đối rồi, nó không phải bàn cãi về cái sự mà bộ lá để nuôi trái nữa, nhưng mà chỉ có trái thôi. Đấy, ở ngoài này thì vẫn sổ chưa hết nha các bạn chị. Cái số chạy trước thì trái nó này. Đấy, còn số chạy sau này bắt đầu này đang còn bông lắc lắc với trên, những bông lắc đác nó có khi lại đầu cũng lên đấy. Đấy, vẫn đang còn rụng này, nhưng mà trái bắt đầu là thấy chạy to hơn rồi. Vừa rồi thì cũng đã tiến hành bỏ phân cho nó, thì
Thấy mỗi ngày ra thì thấy nó có cái sự thay đổi khác hẳn hơn anh chị. Còn đào thải trên lý thì nó vẫn cứ rụng nhá, nhưng mà số lượng bông thì thấy cũng vẫn đang còn tạm ổn. Còn như thế nào thì sau này nữa thì không biết, nhưng mà trước mắt thì bây giờ đang thấy tạm ổn đó. Thì chia sẻ với anh chị giai đoạn của nó. Đấy, cái này là chỗ tối hôm qua nhá, chỗ tối hôm qua bây giờ này vẫn đang còn này, chỗ này chưa chỗ luôn này. Tính ra nó sổ trước mấy cây sau vườn mà bây giờ nó vẫn cứ đang lác đác sổ, nó vẫn sổ chưa hết. Mấy cây vườn thì sổ sau nhưng mà nó sổ một đồng loạt, nó sổ cái mấy bữa là hết, nên là sổ trước nhưng mà tơ mà sổ lung tung cái nào, đâm ra nó cũng lâu. Đến giờ này mà bây giờ trái nó vẫn chưa ấy mà này, các bạn chị nhìn cái trái này cũng vẫn không được đẹp cho lắm này, thấy chưa? Đấy, trái nó cứ cong cong quanh quanh này, nên là màu đen của cái mật nó ra bây giờ nó thành ra màu đen nhá. Bộ trái này như này thì cũng đang tạm ổn này. Đấy. Trái bên phía trong này thì như này để mình tuyển lửa là ok luôn, mong hắn đừng có rụng nữa để mình tuyển. Nhưng mấy trái eo này khả năng sau này rồi nó cũng phải tuyển này. Đấy, cái tròn 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 như này là nó chạy trái rất nhanh nhá. Đấy, nói chung là mình bón phân vào thì nó có cái dinh dưỡng. Bây giờ bón phân đến ngày hôm nay là cả tưới nước cho nó nữa, thì ngày thứ tư rồi con chị, ba thứ tư rồi. Thì dinh dưỡng chắc khả năng nó đã nạp rồi. Đấy, bộ lá bên ngoài nó săn chưa, săn dày lá, nó đang còn dinh dưỡng, trong cây là vẫn đang còn nhá. Nhưng mà sẵn bỏ ở vườn nhà rồi mua về mình mồi cho nó ít luôn đấy. Đấy, mồi cho nó tăng cường luôn, nhưng mà nó phải vài bữa sẵn thì nó mới hấp thụ. Thì đây này, này bắt đầu chạy trái rồi các chị. Mình rất mong nó sẽ còn lại số lượng trái trên cây cho mình nhiều nhiều nhá. Tại vì như vườn ở phía trên của nhà ông già thì tí nữa em sẽ chia sẻ cho bác chị tham quan một vòng luôn, xem cái bây giờ cái sự thay đổi nó nào sau khi đã đốt tọt và trái bây giờ bông như thế nào. Đấy, mời các bác anh chị cùng thăm vườn luôn. Cây này thì cái số số trước thì nó cũng đã rụng rất cũng nhiều rồi, còn số số sẽ sau thì bây giờ hy vọng đang đang được mong cái số sau thôi. Cái số trước thì còn lại một ít nhá. Đây, đây là cái số trước này nhưng mà có ít à, còn hầu hết là toàn số sau không rụng này. Yeah. Đây, cái số trước là nó rụng rất nhiều nha các anh chị, nó rụng gần hết cả một cành lên rồi đấy, còn được mấy bông à. Cây này thì cũng ít thôi, cây này cành nhỏ, phía trên thì không có. Đấy, phía trên kia không có, nhưng mà nó có được vài chục quả là được, rất mong mong như thế nhưng không biết thế nào. Đây, đấy, sầu riêng tơ được tạo tán bằng dây, chỉnh tán bằng dây tương đối ổn, thấy không? Cột chẳng chịt luôn các anh chị, đấy, cột từ dưới gốc lên này, lên trên này, đấy, thấy chưa? Tập trước em cũng đã chia sẻ cho các anh chị cùng xem cái cây này rồi. Sau khi mà đã cột phát nhìn cái dàn cây nó có lực liền, đấy, cứng cáp hẳn cây. Thời gian nắng nó soi vào mà nó hấp thụ nắng ra thì cứng cáp cây hơn nữa thì là cây nó đẹp thôi. Đấy, cái này thì còn mấy trái này cũng được rồi. Bông vẫn chưa sổ này, số tối hôm qua này ấy, cái số bông sau này lơ tơ mơ là dễ đậu lắm các chị. Đây là số bông trước này, đây là số bông sau này, ấy xịt cao kìa, vẫn chưa sổ hết. Đấy, tính ra sổ trước mà rốt cuộc bây giờ là thua mấy thằng sổ sau. Đấy, bên này thì bắt đầu cũng chạy trái rồi. Đấy, chắc là nó ngấm phân rồi các chị nè, ngấm phân rồi, nó nhìn nó hồng hào cái bông hơn. Mà các bác chỉ để ý không, những cái cuống bông này, đấy bông ở đây là nó mập nhá, nó mập chắc cuống này, đó, nó không teo như cái cây ở nhà mà em chia sẻ với các anh chị đó, nó teo, nó nhăn nhăn cái này luôn, là 100% là thiếu nước, không chạy được nào, nên là nhiều khi cũng phải lưu tâm về vấn đề đó một xí nhá các anh chị, nhưng mình chưa có kinh nghiệm mấy nên là đôi lúc mình cũng không để ý đến cái vấn đề đó. Lúc khi xảy ra rồi thì bắt đầu mình mới biết ra thì mình cũng xử lý nó hơi muộn rồi, nó cũng rụng rất nhiều rồi.
nên là thiếu nước cũng không được, mà dư nước thì nó rụng hết, mà thiếu nước thì nó teo rồi nó cũng rụng, mà nó cũng chậm phát triển, nó không chạy trái được, trái nó không phát triển được. Được, đây đây là những trái này số trước đây con chị nhìn này, to hơn ngón chân cái rồi. Cái này là như đúng ra mà quy trình mà nó chạy mà đều á, sổ nhụy đều mà trái nó chạy to đúng này hết á, thì bắt đầu như cái này là gọi là sử dụng sinh lý đợt 2 rồi đấy, như quả gần bằng quả trứng cút, bằng như quả trứng cút rồi này, chạy là sinh lý đợt 2 rồi. Nhưng mà mong bây giờ ít còn ít trái này, đừng có chạy sinh lý rụng nữa để cho mình ấy nhá. Nhưng mà hiện tại như mấy cái cơ quả này thì nó không rụng nữa rồi. Đấy, nhìn cái trái nó cứng cáp hơn rồi, nhưng mà bây giờ làm sao cho nó căng tròn thôi. Nó căng tròn lên để cho nó đẹp trái thôi. Đấy, cái nhỏ 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 này bây giờ nó đu hai trái là ổn rồi này. Thấy không? Hai trái này là ổn rồi. Đâu cần nhiều đâu. Đấy, như cần này thì cũng thế này. Được mấy quả này chỉ cần được 3 quả là được rồi, cần nhỏ mà. Sau này nó rụng nó được. Phía trên cao thì cái số đa sâu à. Đấy, số đa sâu là tính ra lại như cái này. Đấy, số đó là số đa sâu mà bây giờ tính ra nó lại chạy trái nhanh hơn các bác chị. Đấy, nó dinh dưỡng nó nạp cái cuống bông, nó cuống nó to nhá, cuống mập đấy. Trái nó nhanh to hơn. So với những cái thằng trước luôn đó. Này. Đây một trên một cành mà hai cô bông này. Cô bông sau và cô bông trước này. Nhưng mà cô bông trước này nhiều ít trái thì được, nhưng mà nhiều trái là nó sẽ cạnh tranh, mà thằng mấy thằng sau này nó sẽ rụng hết, nó mấy thằng này mới ra là sẽ rụng hết nhá. Nên mình cứ tạm thời để nó đá rồi sau tính. Cành này cũng nhiều mà bây giờ còn hai trái này. Hai trái cũng tương đối mập đẹp. Đấy. Đấy, vẫn đang rụng thấy chưa? Vẫn đang tiếp tục đào thải sinh lý. Cuống mập mà vẫn rụng. Rồi xuống cái giới này. Cái giới này thì cứ mỗi ngày ra thì nó khác hẳn luôn số cái này. Đấy, các bác anh chị nhìn thấy số này. Đấy, nhìn trái như này đã chưa? Cái này thì nó ổn rồi. Nó qua cái thời gian giai đoạn đầu rồi. Đấy, nhưng sau này những trái eo eo như này thì mình có thể tiện lửa sau, nhưng mà bây giờ thì cứ tạm thời để đã. Lỡ mà nó có thất thoát như thế nào rồi tiến tiếp nhá. Đây. Cái trái này hôm trước bảo có anh chị này, đã quay cái trái này rất nhiều rồi. Đó, chỗ này nó bị hở tháo này, nhưng mà nó không rụng, bây giờ nó liền lại mà đen thui đấy chưa? Nó liền lại. Hai trái nhưng mà trái này cũng eo rồi, cũng sau này có khi là nó cũng phải bỏ thôi. Đó. Nằm sang đó bể nước. Đây. Mà không rụng. Đấy, trái rất đẹp. Này, số ra sau này các chị, số này bông đợt sau em quay cho bác chị là một nồi đấy. Mà bây giờ này, đó, nó mới sổ sau thôi mà trái nó chạy này. Chạy nhanh to chưa? Đấy, rụng nhiều quá mà. Đấy, trái chạy như thế này là ổn này. Là chứng tỏ là mình bỏ phân là bây giờ ngày thứ tư là nó cũng đã bén phân rồi đấy. Thấy chưa? Đây. Chạy trái như thế này là ổn quá đúng không chị? Như này là nói chung cành nào nó cứ rải đều cho mình là được, như cành này thì cũng hơi nhiều rồi đấy. So với một cái cành như thế này bằng cái cổ to bằng cổ tay. Đấy, to hơn cổ tay một xí. Mà trái nó như thế này là quá ổn rồi. Nói chung là tha hồ mà tiện lửa rồi. Đây. Đấy. Thấy chưa? Đấy, đây, những số trái bên trên này. Đấy, to. Trái này ra trước này. Thấy chưa? To đúng luôn. Đấy. Bông vẫn đang tiếp tục sổ phía trên này. Lung tung hết. Cần kia đẹp nhá. Đấy, cần kia cần nó sổ ra sâu mà. Đây. Đấy, sổ ra sâu mà. Nhưng các bạn chỉ nhìn thấy không? Trái nào ú, cần mập. Nên là bây giờ nhấp nước tăng cường thêm nước nữa rồi. Nước thêm nữa thì nó cứng cáp hơn nữa. Bộ lá thì không bao giờ chê nữa rồi. Đấy, bộ lá như này thì quá ổn rồi. Trái thì đã đầu chạy trái, cực đẹp. Đây, mình nhìn từ góc này sang cái trái này. Đấy. Lúc nào cũng hoàn toàn cây mà sổ ra mà cái trái vàng vàng to như thế là không có phải gì bàn cãi nữa. Đấy. Đây, các bác anh chị nhìn ngắm lại này. Đây. Đứng từ này, nhìn vô này. Đấy, đã chưa? Bây giờ nhìn phía ngoài tán lá này. Đấy, đã chưa? Từ nãy toàn em khen đã không? Đấy. Cây này sau khi chỉnh tán này, cắt cổ tiêu này, cần này, mấy con chị nhìn thấy cần mập chưa? Cần như thế này là chăm hết năm nay phát là cần nó to bằng cổ tay rồi, sang năm là có thể cho bỏ được rồi đấy. Cũng ba bốn năm rồi, ba năm rồi, hơn ba năm, ba năm rồi bác chị. Đây, cần này. Đấy. Hết năm nay chắc khả năng chăm tốt là cây này là sẽ cho bỏ được.
nha. Nhìn nó lực cây, đẹp cây, cành đều, thoáng, cũng vẫn cột dây. Bên trên này cũng thế này. Cây này thì cũng rụng, vẫn đang tiếp tục rụng này. Và số trái chạy thì vẫn cứ đang chạy này, thấy chưa? Vẫn đen đen giống như ở nhà nhá. Này. Nên là nhà, nhưng mà ở đây nó có kiểu là đủ nước hơn cái bông mình nhìn thấy nó kìa, thấy chưa? Nó không có đủ nhăn nheo, nó giống như cây nhà là như giống này, nhưng mà nó lại nhăn nheo. Và cái này là nó đỡ hơn, nó không nhăn nheo. Để chứng tỏ ở đây nó vẫn đủ nước hơn. Đủ nước hơn ở nhà. Là cây nó thiếu nước. Bây giờ vừa rồi thì em tăng cường mạnh tay rồi, mà đợt này mà ngày mai em sẽ tiến hành tăng cường thêm cho nó nữa thôi. Thì xem các bạn chỉ cần xem coi là nó sẽ như thế nào, nó có thay đổi gì không, bông ú ra không, và cái độ phát triển chạy trái nó như thế nào. Chứ nếu bây giờ thì tình hình như bây giờ thì nó chạy trái hơi bị kém đấy. Cái này là một lẻ loi một trái như hắn lại đậu này. Đấy, một mình nó một trên một cành, bây giờ nó lại đậu. Đấy, vẫn đang rụng này, đào thải. Đấy. Nói chung cây vài chục trái này được, không đòi hỏi nhiều. Nhiều cây như ở vườn nhà năm ngoái là có cây là 6-70 trái, nhưng mà sau này đến lúc anh đào thải đi là còn được 30 trái à, tiếc đứt ruột luôn. Nên là trước khi mà biết mà để nhiều nhiều thêm một xi nữa thì sau này nó đào thải sinh lý là vừa. Mình lại mặn tay quá, đến lúc chặt lặt những cái trái đẹp đi, đến lúc là nó rụng thêm nó là rồi còn được bao nhiêu đâu. Sau này trái lại to, có trái đến 6-7 ký, 6 ký, 5 ký. Nên là bỏ từ 5 ký đổ lại, 4 ký đổ, 3 ký đổ lại là hàng đẹp. Mà mình cái của mình nó quất đến 6 ký thì thôi chuyển sang hàng heo, hàng ấy rồi, hàng kem rồi. Đấy, vẫn đang rụng nhá, vẫn đang tiếp tục rụng. Nhưng cái bố số bông sau này nó cũng rất nhiều này. Nó bắt đầu chỗ kia chạy trái, nhìn đẹp chưa này, nó len lỏi với cái thằng bông hoa đó nhá. Nhưng cái thằng đó mà chỉ cần đậu từng nó một chùm đó là sức rồi, mấy bông hoa sau kia thì vặt bỏ thôi chứ. Nhưng mà nó nằm mấy thằng đó to giống như mấy thằng quạ này phát là mấy thằng đó là sẽ rụng thôi, không cần chân dinh dưỡng được, nó sẽ đào thải. Này, to như thế này mà vẫn đang rụng, các bạn chị nhìn thấy không? Này, đấy, to như thế này nó nằm ngay chỗ đó mà nó vẫn rụng. Ngoài này một chùm nhiều quá, cành nhỏ. Thấy trái eo này nó cũng tự động nó đào thải thôi. Đó. Eo nó tự động đào thải, nhưng mình chưa cần đào thải nó mà nó tròn tròn như thế này được này. Đấy, tròn tròn như thế này là căng đều, xong mình ngấm phân phát nó đẹp này. Đấy, như quả này cũng đẹp này. Quả này cũng tròn, căng tròn đẹp. Năm nay thì em cũng thử nghiệm, tại vì mình bỏ phân này nhiều các bác anh chị là làm trồng riêng trước, người ta bảo tự nhiên sao mình đi bỏ phân sớm quá. Mà đúng các kỹ thuật ở trên mình tham khảo ở trên YouTube thì cũng nhiều bác là bảo là sau thời kỳ cho trái nó chạy cỡ tầm 2 mấy ngày gì đó, trái nó to to như cái quả mà bằng ngón trứng cút đó, thì bắt đầu mới vào phân. Thì cái đây cái số mà tính ra cái số mà sổ trước thì nó cũng bằng cái trứng cút đó các anh chị. Thì mình bỏ phân được rồi, nhưng mà cái số sau này, số chưa sổ này, số đang sổ sau này thì nó lung tung. Nói như quả này bắt đầu là to hơn xí là vào phân này, nhưng bây giờ thì của em đã vào trước mất rồi. Đấy, mấy cái số sông bông sau này cũng tương đối nhiều này, nhưng mà ở sau này nó nhác, cũng đất thần đi quét nữa, không thụ phấn cho nó nữa, để coi tình hình như thế nào. Không thụ phấn mà nó cũng biết đâu nó lại đậu nhiều nữa, cũng nên ai biết được. Nhưng cả đi phụ phấn mấy đợt đầu nhiều thì cắm đầu đi thụ phấn, nhưng mà rồi rốt cuộc là nó cũng rụng đầy đấy. Mà mấy số sau này em đất đi phụ phấn nữa mà trái nó sổ ra này, thấy chưa? Các bạn chị nhìn thấy không, nó ú nó mập. Nên là đây là những cái này là trước là đi thụ phấn hết này. Đó, trái này vẫn cứ cong nhé. Đấy, thụ phấn trái nó vẫn cứ cong. Mình không phải là bảo không thụ phấn là nó không ấy đâu, nhưng mà khi mình thụ phấn sớm quá, phấn nó chưa già mà mình đã đi quét nó rồi, cái là đâm ra mình thổi luôn cả cái nhụy, cái đầu này của nó gãy luôn. Đấy, nhưng mấy cái đầu này nó gãy luôn. Thế đâm ra là nó chẳng hấp thụ, nó hấp thụ vô những cái này. Đấy, những cái đầu đọt này thì nó khi nó phấn nó ra thì quét thì nó chín vào đây. Nên vô tình mình quét mạnh quá nó gãy mất cái đầu này đi, nó gãy mất cái đầu này đi thôi nó cũng chẳng hấp thụ phấn nữa. Rốt cuộc bây giờ sau thì nó cũng vẫn cứ rụng đầy.
biết thế nào. Cây này thì để cho làm quen thôi. Vừa rồi cái bộ đọt mới ra thì cũng cũng để nó đi luôn, mà bây giờ là một số rầy xanh đốt ở phía trên là cháy lá ở trên, giống như đốt đọt ở trên các anh chị. Nhưng mà cái này không đốt nhá. Còn cái bộ lá nó ra thì lá cũng tương đối là già, nó bắt đầu là chuyển sang lụa hết rồi này. Đấy. Và sau này chuyển lụa hết rồi. Chuyện như này là mấy cái trái trong kia là lơ tơ mơ là vẫn cứ đậu trong nó lên đấy, chứ không đến không không phải dượn đâu. Cây này cũng thế này, cây này các anh chị, đó nó chùm 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 xấu này, lép cái tiêu phát cái tiêu xong, bây giờ cột này, kéo xuống này, kéo xuống, bây giờ các anh chị nhìn không, nhìn nó có lực không, trăm bộ lá xanh là ok luôn. Còn cây đây, cây đó là cây cây bị suy này, vừa rồi cũng đã cắt cành tạo tán cho nó này, đấy, đúng này. Cắt cành cho nó tạ tơi phía trên nữa, nhưng mà cũng biết đâu được cây này cũng đậu một số trái cũng nên. Đây đấy, dần cành nó cắt này, cắt thoáng luôn nhá, quay ngược sáng thì hơi tối xíu đấy, thời gian nữa ra cặp lá mới mình giữ gần nữa là ổn thôi. Cái này phải tăng cường xịt rầy xanh thì có chị, rầy xanh nó đánh đọt cháy hết rồi đấy. Bên này của vườn nhà ông già đấy, quan chị nhìn cái bộ lá này và bộ tán bên ngoài này, đứng xa xa thì mới thấy được hết rõ này, nó tán bên ngoài, và xem cái bộ trái bên trong coi thế nào. Đọt thì vừa rồi đốt lần hai thì nó cũng rụng cũng nhiều rồi, nói chung cũng vằn dần đọt bên ngoài thì cũng ổn đó quá chị. Còn sau có xi cây do mình đốt đọt hay không thì cũng chưa rõ, nhưng mà đây trên này chạy trái này mập nhá, bông cũng bông mập chưa, và đồng thời thì rất nhiều đậu, rất nhiều này, chỗ ngoài này nó sổ hết rồi đấy. Nhưng mà mới làm một chùm trong này, một chùm trong này mà trái một cái màu xanh xanh như thế này là ổn rồi, đã chạy trái rồi này đấy, nó vẫn đang đào thải nhưng mà nó như này là quá ổn rồi đấy. Cần ú mập hay là đụng hết đây phía trên này đấy, chạy trái rất nhanh to nhá. Yeah, bộ đọt bộ cành mà trái như thế này thì quá nhiều nữa rồi đấy. Một cành nhỏ nhỏ này mà các bác chị nhìn thấy cái cành như thế này mà cái lượng bông như cả một chùm tay đây của em đã một mớ rồi, mà bên này ra ngoài này đấy, lên trên này đấy, quá khủng khiếp luôn, quá nhiều luôn. Cái này thì lá tương đối ổn, nhưng mà thường thường người ta bảo là những cái bộ lá nào mà kém á, phía trên này có nhiều cái cây bị suy lá này, mất nửa gió tán nó đánh là tới mất nửa bên trên kia nữa. Yeah. Thì người ta bảo là những cái cây mà suy vàng lá rồi thiếu dinh dưỡng bên bộ ngoài á, là khi nuôi trái bắt đầu giai đoạn đầu á, mới sổ nhụy xong á, thì trái nhân to cực kỳ luôn, tại vì cái lượng lá ở bên ngoài để cung cấp để nuôi cái bộ lá bên ngoài thì nó không nuôi nữa, thì toàn bộ nó dồn lực hết lại phân bón về, nó dồn về cái trái này, thì những cái trái này nó sẽ nhăn mập nhăn to. Nhưng mà những cây suy đó sau này nó đến cái giai đoạn mà trái to thì bộ lá kém, thì cái thằng mà lá đẹp thì trái nó đầu tiên nó chạy chậm hơn, nhỏ hơn, nhưng mà sau này thì cái phần mà trái to là cái thằng bộ lá nó khỏe, là nó lại nhăn to hơn cái thằng này. Thằng này đến cái đoạn đó là nó hút dinh dưỡng mạnh, mà thằng này bộ lá bên ngoài nó kém thì nó không thể cung cấp dinh dưỡng cho nó kịp, thì đồng thời trái nó sẽ chậm lại. Đó là theo nhiều chuyên gia tư vấn như thế, thì mà chắc chắn là nó như thế rồi, tại vì cái bộ lực bên ngoài mình mà vặt đi thì lá kém thì nó phải phải không nuôi đâu nữa, thì nó phải dồn về nuôi trái thôi, có đúng không chạy đâu được nữa. Này cái này thì không kịp già rồi, đốt mà nó không rụng hết nè, đó nó vẫn còn quanh nhưng mà nó không rụng hết nhá. Đây là vẫn đang còn cạnh chân dinh dưỡng này, đó như này vẫn đang còn cạnh chân dinh dưỡng, đốt đọt vẫn chưa hết được, hai lần rồi mà chưa hết được nó gì. Đấy, trái thì ok rồi, trái như thế này là ổn lắm này, từ ngoài vào trong luôn, cành nào cũng chi chít, nó sẽ đào thải và rụng bớt, nhưng mà số lượng mà nhiều như thế này là mà thấy cái để ý là cái cuống bông ở đây là nó cực kỳ là nó ú này, nó mập chưa, nó mập như này là đủ nước đủ phân đây. Đây cái này là hình tượng là chổi trà đấy, là giống kiểu là dư nước các anh chị nhé, thường là dư nước là những cái này nó đá giống như chân gà là đá vẩn 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 ra ngoài này, đây là gọi là hình tượng là dư nước này
mà ú thấy không, mập 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 ú này là nó dư nước này đấy, nếu mà vẫn cao hơn nữa là nguy cơ rụng rất nhiều, rất cao nhé. Đấy, bông trên đây là cái bộ lá của hướng phía mặt trời lặn này. Còn hướng mặt trời mọc thì gió là một, đốt đọt là hai, nó là tạ tơi. Xem một thời gian nữa coi như tình hình như thế nào. Này, cái hướng gió này, tạ tơi này, trời mới hôm qua động mưa rồi nhé. Hôm qua động dông rầm rầm, không biết hôm nay có mưa không, nhưng mà trời dâm 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 mất mát mà oi oi này, khả năng là dễ mưa lắm này. Mà mưa thì những chỗ mà số trước như thế này thì cũng gọi là đã tạm ổn rồi. Còn về một số nhà là bây giờ bắt đầu là như này, bắt đầu là mới sổ đấy, là nguy cơ mà rụng là rất 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 cao nhé. Đấy, đây là bị đào thải thôi, nước thì cũng đã vô, bắt đầu là cũng tương đối ổn rồi. Đấy, như cái cành này các anh chị nhìn này, cành này từ ngoài này đây còn đống cháy ngang ngoeo này thôi, còn đây là rụng hết rồi đấy, rụng hết rồi. Nhưng mà ở trên này thì còn rất nhiều bông trái, rất nhiều. Ở phía trên kia cũng còn mấy cây nữa, nhưng mà chia sẻ có chỉ mấy cây về gần gần đây thôi. Bờ này, bờ Tây Nguyên đấy, những trái bơ, bờ này bơ đầu mùa. Cà phê thì vừa xịt rầy rệp này, bây giờ vừa rầy rệp nó vẫn đang còn trong nhé. Đấy, đang còn trong này, nhưng mà đỡ rồi. Ít bữa nó mưa xuống nữa phát, đó là trái này nó bén bén là nhanh to này. Nó phóng ra rầm rầm nữa là nó sẽ chạy trái rất nhanh luôn. Đấy, mấy cây phía trên này. Đấy, ngày hôm nay nhìn cũng thấy tạm ổn một xí. Có bữa là nhìn ra là nắng nắng vô đánh tả đánh sắc sắc sơ, nó nhìn nó vàng thảm luôn. Phải thời gian nó mưa xuống bắt đầu nó bén thì bắt đầu nó mới phát triển lại được. Đây, đây nửa của hứng của phía mặt trời lạnh mọc này, à lạnh này các chị. Đó, lá vẫn um tùm. Còn cái hướng của mặt trời mọc này mà gió đó vẫn nhiều này. Đấy, tạ tơi phía trên thấy không? Như khi đi lên khu vực vườn trên này và kết hợp với đi vườn dưới thì lại được YouTube đề xuất view cao hơn nhiều. Đấy, nhiều khi cũng thỉnh thoảng lên đây thăm lại vườn phía trên rồi và chia sẻ các bạn chị xem giải trí và thêm thử thay đổi của các diễn viên như thế nào, và đồng thời mình cũng được ăn đề xuất của bộ máy của YouTube. Đấy, nó có cái bộ máy hệ thống tự động các bạn chị, thì nó thấy kiểu là cái trong này có cái vấn đề gì đó nó cuốn hút, hay là nó có cái góc độ là nó thấy đầy view được hay sao đó, em không hiểu rõ. Nhiều khi mình làm những cái vấn đề này kia đầu tư bài bản, nhưng mà rốt cuộc không đề xuất bằng những cái video mà mình làm bình thường thôi, thế là lại đề xuất cao. Đấy, này những cái này vẫn đây là đi lên trên vườn này thì mấy video là đều thấy view cũng cao cả, kết hợp mình làm vườn dưới và làm vườn trên thì view cũng rất cao. Đấy, tăng dần. Nên là rất mong khi các bác anh chị mà đã vô đây ủng hộ và đã đến xem đến giai đoạn này á, thì rất mong các bác anh chị cho em trai một bình luận để có tương tác nhé. Và mến yêu mến nữa thì xin cho một đăng ký, chia sẻ cho nhiều người cùng vô tham khảo, cùng giải trí và cùng nhau học tập rút kinh nghiệm để làm sầu riêng, làm vườn nó tốt hơn, không kể là sầu riêng và những cái ngành cây trồng khác cũng thế. Đấy, tại vì mình vừa làm nông dân và vừa cũng luôn tiện chia sẻ những cái cuộc sống hàng ngày, làm những việc gì của mình. Rất mong sự ủng hộ của tất cả các bác anh chị nhé, và đồng hành. Đấy, tất nhiên là em trai làm thì video thì nó không được như người ta, nó không được bài bản mà cũng không được bắt mắt hoặc là thế này kia lắm, ăn nói thì cũng không được suôn sẻ trôi chảy để thu hút được các bác anh chị. Nhưng mà chỉ có mong là các bác anh chị thương thì ủng hộ thôi, ủng hộ tương tác, ủng hộ cho em trai về cái mặt tinh thần, là em trai cảm ơn rất nhiều rồi. Đây, kiếp chưa, có chị nhìn thấy không, như cái núi quét,
như cái chổi, chổi dừa quá nhiều, nhưng mà lại lại trái đầu mà thấy màu xanh, trái chảy trái rất mạnh nhá. Đấy, cuống mập này, cuống rất mập luôn. Đây, là một nùi như thế này thì biết bao nhiêu trái các anh chị. Vậy em giả sử em đếm thử coi cái quả này coi cần là bao nhiêu trái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18, 20. Đấy, riêng cái chùm này không là đã 20 trái rồi. Còn chưa kể từ ngoài này vào đây là một mớ như này nữa, biết bao nhiêu là trái nữa. Thấy chưa? Rất nhiều nhá. Đấy, phía trên mà lép mất một khu vực trống này. Nhìn ánh sáng mặt trời này. Còn phía này thì ok luôn, cành to, bông nhiều, trái nhiều. Bây giờ chạy trái thì cũng thấy ok luôn. Nhưng còn về sau như thế nào thì chưa biết được. Nên cũng sẽ cập nhật tình hình nó phát triển, nó thay đổi và nó như thế nào thì chia sẻ tiếp cho các bạn chị cùng xem nhé. Đấy, gốc, bắt nhìn thấy gốc trong này điện thoại nó quay hơi nhỏ nhưng mà ngoài nó to lắm. Mà rạn rạn đỏ đỏ cây này nó phát triển cực nhanh luôn. Đấy, vậy là cũng chia sẻ sự thay đổi của một các diễn viên điện tử sau vài ngày, cứ vài ngày là chia sẻ các bác chị thì có sự thay đổi gì không, rồi các bác anh chị cũng đã biết sầu riêng nó như thế nào, cây bị thiếu nước, cây dư nước, cây trái chạy trái hay chưa, là thì cũng đã chia sẻ với tất cả các anh chị cùng xem rồi nhá. Thì cũng rất mong sự đóng góp ý kiến và ủng hộ của tất cả các bác anh chị, thích thì ủng hộ em xem một lượt tương tác nhé. Em trai xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nha, cùng đồng hành nha các bạn chị ơi.